Hôm nay thơ nhắc riêng cho tuổi Ngọ, tuổi Sửu, tuổi Tỵ, tuổi Dần, tuổi Thìn, tuổi Hợi. Đây sẽ là lời nhắc riêng cho tuần mới, vì là ngày mốt, tức là ngày thứ hai 28 tháng 10 dương lịch, các bạn sẽ bước qua tuần mới. Tuần này khá là quan trọng vì chuyển giao qua tháng mới luôn, cho nên năm điềm báo này vô cùng quan trọng, xem tuần này có mất tài, mất lộc hay mất việc không nhé. Thứ nhất, bước qua tuần mới là đã thấy ảm đạm, khối lượng công việc rất lớn cùng với sự gài bẫy của kẻ tiểu nhân. Các bạn càng dễ bị mất tiền, mất việc, cần phải tập trung để vượt qua khúc này. Thứ hai, trong tuần này vợ chồng không hòa hợp, rất cục xúc, tình cảm dễ bị chia rẽ. Thứ ba, trong tuần này vui vẻ nhất là có quý nhân tài trợ cho bạn một chuyến đi du lịch sang trọng hoặc là một bữa ăn thịnh soạn. Nếu biết nắm bắt thời cơ, bạn sẽ có một tương lai tốt đẹp. Thứ tư, trong tuần này tránh cho vay mượn hoặc là lãnh nợ. Trong giao dịch tiền bạc cần phải cẩn thận, kẻo bị lừa lọc mất tiền mất hết. Thứ năm, để hỗ trợ xả vận xui tương sinh tài lộc, các bạn có thể mang theo bên người vòng cá chép chỉ đỏ vượt môn quan. Hãy xả vận xui mạnh tại đây và chúc cho tuần mới vượt qua sóng gió, được lộc được tài.